Ngay từ khi mới ra mắt, Phúc đã rất quan tâm tới các dòng sản phẩm của Yawa. Đây là thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý dạng nước đầu tiên tại Việt Nam. Rất vui mừng vì sau một thời gian ngắn, Yawa đã khẳng định thương hiệu trên thị trường nhờ tính an toàn và hiệu quả. Yawa đã cải tiến vượt trội với những dòng sản phẩm Yawa Plus và Yawa Platinum. Phúc mong muốn các anh em nam giới sẽ biết đến Yawa để bảo vệ cho sức khỏe, thay vì sử dụng những sản phẩm trôi nổi trên thị trường, hiệu quả chưa được kiểm chứng, gây hại cho sức khỏe. Tôi và Phúc an tâm khi sử dụng Yawa.